nước từ bơm chui vào đây và xuyên ra hai cái lỗ này. Nước sẽ được chặn ở đây, nước sẽ thẩm thấu qua khe này, qua khe này và nước sẽ chui xuống dưới này, chui xuống lỗ dưới này. Sau đó sẽ chui ra cái khe này. Đó. Tất cả đều có rong nha các bạn. Rong chặn một chiều. Đây là nước thải này. Thải rô này. Đây. Chúng ta sẽ khám phá nói đầu nước rô này xem nó hoạt động như nào nhá, bên trong nó có gì nhá. Xin chào tất cả các bạn. Chúng ta sẽ khám phá, tôi sẽ xẻ cái lòng nước rô xem bên trong có gì nhá. Nguồn nước hoạt động như thế nào. Đây. Nước rô. Theo tôi thì nước bơm vào đây. Đây là van để chặn nước tràn qua bên này. Nước sẽ được ngấm vào đây, xoáy ở đây. Xoáy từ ngoài vào trong. Và cuối cùng nó đi, theo tôi là nước sẽ được xuyên cuối cùng chỗ này và chảy ra cái lỗ này. Đây, hai cái rong này là chống nước sạch này tràn ra ngoài. Nước thải sẽ được đi ra ngoài này, chảy ra. Nhìn thì nó có những vết hở các bạn ạ. Hở rất là nhỏ, xen kẽ nhau. Để tiến hành phá bỏ cái lọc rô này, tôi sẽ dùng dao Thái Lan kéo. Không được tôi dùng cưa, dao lọc giấy. Bắt đầu đi tiến hành phá hủy. Sẽ cắt bỏ xem bên trong nó như thế nào nhé, nguyên liệu động như thế nào. Đầu tiên tôi sẽ bỏ cái lớp rò này ra. Nói lọc này nhà sản xuất của Mỹ. Tôi dùng từ con dao Thái Lan này, không có bỏ ra. Nó là cứng. Mình sẽ tháo bỏ nó từ từ. Vào bên trong luôn. Ai chặt quá, thân keo. Wow. Cái này giống như lớp vải cứng. Không hẳn là vải. Nó là cứng. Lỗ rất nhỏ. Nghiên cứu nói gặp nước. Nước sẽ được chạy trượt trên mặt này và uốn cong cái này. Một lớp là một cái lớp chống tràn.
Đầu bên này nó bịt. Chừng 7 cm. Đầu ra này rất sâu. Hết đầu bịt. Mảng rắn keo rất chắc. Rất là giờ rồi. Quá giờ. Xem cây có lỗ không? Nước sẽ được ngấm vào những cái lỗ này. Ở khoảng giữa sẽ có những cái sắp xếp những cái lỗ như này. Rất nhiều lỗ. Tôi đoán là có lỗ ở giữa. Xem có vài cái lỗ này. Lỗ được sắp xếp 5 lỗ một bên. Bên này 5 lỗ nữa. Nước sẽ chạy từ trên xuống dưới, từ trên xuống qua rất nhiều màng.
và ngấm vào những cái lỗ này, hai bên lỗ này, và nước được lấy ra từ đầu này, nước sạch được lấy ra chui từ đầu này. Đây là rong để chặn nước sạch, nước bẩn, nước thải không tràn vào nhau. Nước hoạt động nó như vậy, gồm rất nhiều lớp xếp xen kẽ. Ngoài phía ngoài là một lớp bóng chống ngấm. Lớp thứ hai ở giữa lớp lọc. Nước chạy lọc rồi, nước chạy vòng qua bao nhiêu vòng xong rồi nó chạy chui vào lỗ này, trong cái lọc đó hả? Vâng, chui này. Tổng kết này nhá, nước sẽ được ngấm vào cái miếng vải này, đây từ ngoài vào trong nó sẽ như này đó, nó sẽ ngấm vào vải này, nó ngấm vào những khe này, chui trong cái túi bên trong này. Bên trong này còn cái lớp, thì giữa hai cái lớp này nó sẽ có hai cái túi bóng chống thấm nước, nước bẩn sẽ phân tử nước ta to hơn cái vải này, sẽ trượt ra ngoài, sẽ xoáy vào đi ra phía sau này. Đó, còn nước sạch sẽ chui trong cái túi này và ngấm vào trong cái lỗ này, trong 10 cái lỗ này. Trong cái cây thì có đục hai bên, mỗi bên 5 cái lỗ, nước sẽ chui trong cây này và ra nước sạch ra cái đầu này. Còn liên hợp đồng của đồng nước rô là như vậy. Đầu tiên nước sẽ vào đây và chui qua hai lỗ hai bên này, đây, văng hai bên này, nước sẽ đập vào đây và chạy, nước sẽ trực chạy ở đây. Đó, sẽ ngấm trần đều trên màn này, chạy trong rồi, từ ngoài vào trong rồi. Đó, chạy qua nhiều vòng, nhiều lớp, chui vào cái lỗ này. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video. Nếu video hữu ích, bạn bấm đăng ký kênh, like, chia sẻ. Xin cảm ơn.